Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC để các đơn vị này bán vàng trực tiếp tới người dân. Đây là phương thức điều hành mới nhằm góp phần quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đưa giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Và trong phiên đầu tiên thì giá bán của 5 đơn vị này đó là 79.980.000 đồng mỗi lượng, tức là đã giảm khá mạnh, khoảng 3 triệu đồng một lượng so với hôm trước. Vâng ạ, như vậy là so với ngày hôm nay thì giá vàng SJC đã rơi xuống dưới mốc 80 triệu đồng một lượng. Và tôi nhớ là chỉ khoảng cách đây khoảng một tuần thôi thì giá vàng vẫn còn ở mức khoảng 90 triệu đồng một lượng bán ra, đúng không ạ? Dạ vâng, và đúng như chị Điệp Anh chia sẻ, sau khi Ngân hàng nước quyết định thay đổi phương án điều hành thì giá SJC trong nước đã bắt đầu điều chỉnh. Và đáng chú ý, ngay sau khi Ngân hàng nước công bố mức bán ra hôm nay cho các ngân hàng thì giá vàng này tại các cửa hàng kinh doanh vàng khác như là Doji, Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm về cùng mức là 79.980.000 đồng mỗi lượng với 4 ngân hàng thương mại. Ghi nhận của VTV Money tại một số điểm giao dịch vàng trong hôm nay. Thưa quý vị, ngân hàng này đã bố trí riêng một khu vực dành riêng cho khách hàng đến mua vàng. Tại chi nhánh này thì đã có 4 quầy giao dịch. Khách hàng khi đến thì sẽ được phát một phiếu số thứ tự như thế này và khách hàng sẽ phải cung cấp vào thêm căn cước công dân để thực hiện mua vàng. Riêng trong ngày hôm nay thì ngân hàng cũng sẽ mở cửa muộn thêm 30 phút để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tôi có đọc được một vài thông tin thì hiện tại giá vàng đang giảm thì tôi thấy hợp lý nên tôi muốn mua một ít. Tôi nghĩ là cái gì chỉ cách làm thì tôi nghĩ chắc người dân cũng yên tâm tin tưởng là cái giá vàng sẽ duy trì để giữ được ổn định như thế này. Đại diện ngân hàng cho biết, bên cạnh những người có nhu cầu mua thực, cũng có không ít người tới ngân hàng để quan sát, hỏi thăm cách giao dịch vàng, bởi vì đây là lần đầu tiên áp dụng. Mọi người cảm thấy yên tâm hơn với những tuyên bố, những công bố từ Ngân hàng Nhà nước, với những chỉ đạo của Chính phủ, thì thực sự là giá vàng đang được ổn định dần. Và từ ngày hôm qua tới nay thì giá vàng SJC đã giảm rất là nhanh. Tại các ngân hàng thì lượng cung ứng tương đối là ổn định, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Phía ngân hàng cũng cho biết sẽ dựa trên cung cầu thực tế, tính toán tới việc triển khai mở rộng việc bán vàng tại các phòng giao dịch. Và để đảm bảo tính công khai, minh bạch thì 100% giao dịch mua vàng qua các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ được xuất hóa đơn điện tử. Trường hợp khách hàng mua khối lượng quá lớn dẫn đến số lượng tồn kho ngân hàng không đáp ứng đủ thì ngân hàng sẽ hẹn khách hàng vào buổi làm việc tiếp theo để cung cấp vàng cho khách hàng. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì 4 ngân hàng thương mại đã thống nhất với nhau là có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ đặt mua vàng miếng trước. Và ngân hàng sẽ nhận đặt cọc của khách hàng và cung cấp cho khách hàng vào thời điểm tiếp theo. Hiện có 16 điểm giao dịch ngân hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham gia bán vàng. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến các cửa hàng được cấp phép kinh doanh vàng SJC trên toàn quốc nếu có nhu cầu. Vâng, thưa quý vị, thông tin Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương pháp bình ổn thị trường vàng, cụ thể là bán vàng cho các ngân hàng thương mại thông qua ngân hàng thương mại thì cũng đã được chúng tôi đăng tải trên các nền tảng số của VTV Money. Và anh Hoàng Nam ạ, lướt một lượt, tổng hợp một lượt thì tôi thấy rằng là có khá là nhiều khán giả quan tâm đến việc là nếu như mà ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng ra mà không mua lại của người dân, vậy thì bây giờ nếu như mà người dân mua rồi mà họ muốn bán ra thì họ sẽ làm như thế nào? Vâng. Trả lời câu hỏi này thì lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho biết là việc bán vàng qua ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân để ổn định thị trường chứ không có nhằm mục đích lợi nhuận. Vì thế ngân hàng không mua vào để hưởng chênh lệch giá. Trường hợp có nhu cầu thì người dân hoàn toàn có thể tới các cửa hàng được phép kinh doanh vàng SJC để bán ra. Phiên giao dịch đầu tiên, SJC đã bán ra thị trường 2.000 lượng vàng miếng mua từ Ngân hàng Nhà nước. Công ty này tiếp tục niêm yết giá mua vào thấp hơn 2 triệu đồng một lượng so với giá bán ra. Mọi nhu cầu mua hay bán vàng tại hệ thống của SJC đều được đáp ứng. Hiện nay cái số lượng giao dịch là tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp tất cả những cái yêu cầu mua của khách hàng và ngay kể cả nhu cầu bán của khách hàng chúng tôi sẽ đáp ứng được. Và về cái giá thì là chúng tôi cố gắng là giữ cái mức ổn định theo quy định và theo chỉ định. Không chỉ tại hệ thống của SJC, người dân có nhu cầu bán vàng miếng SJC có thể bán vàng tại bất cứ điểm giao dịch nào đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Bán vàng miếng SJC của nhà nước cho các cửa hàng thì rất đơn giản, là mọi người hãy cầm theo vàng miếng SJC, cầm theo chứng minh thư đến với các cửa hàng trong hệ thống mà được nhà nước cấp phép về buôn bán, được phép mua bán vàng miếng SJC. Thì là cứ mang đến là mọi người sẽ mua bán và xuất hóa đơn cho người dân một cách bình thường, rất là đơn giản, thì không có gì là khó khăn cả.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, đối với nghề kinh doanh vàng thì thường doanh nghiệp sẽ cân đối trạng thái, tức là đảm bảo cân bằng giữa lượng vàng mua vào và bán ra, giữa lượng vàng và tiền doanh nghiệp nắm giữ vào cuối ngày. Nên khi nhu cầu bán vàng của người dân ổn định hơn, thị trường ổn định hơn, thì không chỉ khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước với quốc tế được thu hẹp, mà cả chênh lệch giữa giá mua và giá bán cũng sẽ được thu hẹp lại. Nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh quan sát, thận trọng khi giao dịch để tránh rủi ro. Với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện có, Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ khả năng để thu hẹp mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng gần 8 triệu đồng mỗi lượng, chưa tính thuế phí, tức là mức chênh lệch đã được thu hẹp đáng kể so với mức đỉnh khoảng 20 triệu đồng trước đó. Phương thức bán vàng qua các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC sẽ tiếp tục được triển khai trong ngày mai.